Đây là chương trình bên dòng thời sự được phát hình trên đài IBC băng tần 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp. Và chúng tôi là Tống Phước Hiến. À, thưa anh, trong năm thì ở Việt Nam nó có xảy ra một cái câu chuyện là chuyện các cái nữ sinh, nó gọi nữ sinh chứ đây là cũng là các cái sinh viên học ở trên bậc đại học của cái đại học Hooklip, là cái trường mà đại học về quân sự, mà giống như là thời xưa mình có cái đoàn chương trình quân sự học đường, thì nó có những cái chuyện nó xảy ra không hay, thì xin anh tường thuật về cái chuyện này ạ. Dạ, kính cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đầu năm một tin có thể để cho mình có một niềm tin, đó là cộng sản đang đánh nhau một cách rất vô cùng khốc liệt ở tại thượng tầng của chúng nó. Việc đầu tiên, cái tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rồi, là Nguyễn Xuân Phúc, rồi một cái gian giả của ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị tên đảng trưởng là Nguyễn Phú Trọng hạ bệ. Kế tới thì Nguyễn Phú Trọng còn đánh dịa mũi dùi vô Thủ tướng Chính phủ của Việt Cộng là Phạm Minh Chính. Mà khi chúng nó đánh nhau như vậy thì bắt buộc chúng nó phải chia phe chia đảng. Phạm Minh Chính đã trở về để gặp được Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Xuân Phúc cũng trở về gặp Nguyễn Tấn Dũng. Thì nội bộ của Đảng Cộng sản càng chia rẽ với nhau thì người dân càng có niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ sang trang của lịch sử. Tuy nhiên câu chuyện hôm nay của chúng tôi là câu chuyện để nói lên bộ mặt thật của chế độ Cộng sản. Chế độ Cộng sản lúc nào cũng phô trương rằng là công bằng xã hội, lấy của người giàu giúp cho người nghèo, mà thiệt ra là nó lấy của người nghèo để giúp cho chúng nó mà thôi. Thì câu chuyện của Cộng sản là một câu chuyện vừa nhụng làm, tham ô và dâm loạn. Muốn đạt thành chỗ này, Cộng sản sẵn sàng đạp trên tất cả dư luận, kể cả giết chết người khác để bịt miệng. Trước đây thì quý vị cũng đã biết, trong quân đội nó đã giết nhau hết 3-4 tân binh. Bây giờ thì nó bắt đầu dở trò lưu manh sàm sỡ đối với một số nữ sinh theo học trường quân trường gọi là huấn luyện quân sự học đường. Kính thưa quý vị, tối ngày 11 vừa qua thì hai nữ sinh viên của trường đại học ngoại ngữ và tin học của thành phố mà chúng nó gọi là thành phố Hồ Chí Minh, nói tắt là Hooklip, tham gia huấn luyện nghĩa vụ quân sự tại quân khu 7 ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Thưa quý vị, bọn hai cái nhóm này, trong đó thì có hai cô đã bị 12 tên cán bộ của đơn vị này bắt cóc và cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp tập thể, chẳng phải cưỡng hiếp hai người con gái bị cưỡng hiếp tập thể bởi 12 tên bộ đội mà gọi là bộ đội cụ Hồ của chúng nó đó. Đây là đúng là bộ đội cụ Hồ. Thấy dễ ăn, sau khi hiếp rồi thấy dễ ăn quá, cho nên chúng nó tập hợp thêm một nhóm nữa và quay trở về bắt hai người này để tiếp tục hãm hiếp. Lần thứ hai thì hai cô sinh viên này đã hoảng hồn và vừa chạy vừa la. Trong một đoạn video clip dài 41 giây thì nghe tiếng hét thất thanh của một nữ sinh viên khi nhận thấy bạn của mình đã nhảy lầu, đang muốn nhảy lầu, đã vang lên khắp khuôn viên của trường. Một đoạn video clip khác ngắn khoảng 18 giây đã ghi lại cảnh thi thể của một người được phủ kín và đưa ra khỏi sân trường. Câu chuyện ghê tởm này đã được loan truyền trên các Facebook của các nữ sinh viên nói trên, và sau đó thì được đăng tải trên một trang chính thức của nhà trường. Bản tin đã được nhanh chóng lan truyền và nhiều phụ huynh đã chạy tới để tìm con em mình có phải ở trong số nạn nhân này hay không. Và nhiều nhà báo cũng tới lấy tin, nhưng nơi đây đã đóng cửa và cái đám phụ trách quân sự đường này nói rằng họ không tiếp khách. Và đồng thời, lệnh của quân khu 7 ngăn chặn tất cả những dòng thông tin nào trên bất cứ trang mạng nào phải bị lấy ra khỏi, hoặc là họ tìm cách chặn đứng những cái dòng thông tin này. Sau vài tiếng đồng hồ
thì công an của Cộng sản phối hợp với quân đội đi đến và tìm ra được cái người đầu tiên, cái Facebook đầu tiên mà loan truyền cái tin này có tên là Tài Tài Thu Trần. Họ viết không có dấu, thành ra tôi đọc là Tài Thu Trần, có thể là Tài Thu Trần gì đó, đã gửi đi và bắt buộc cô này, người này phải đính chính rằng là đây là vụ tự tử do sinh viên dự lập quân sự bị mất tiền và một cô sinh viên bị nghi rằng là ăn cắp, cho nên cô này bị oan ức, cô la lên và cô có cái thái độ vừa rồi. Nhưng rất nhiều sinh viên chứng kiến đã nói rằng họ là nhân chứng, đã thấy rõ ràng hoàn toàn cái chuyện mà bắt buộc nói như vậy là không có đúng. Nhưng phía trung tâm huấn luyện muốn ém nhèm sự kiện, cho nên phải tiếp tục bắt buộc tất cả những người nào mà áp lực được phải bè cong sự kiện. Và tiếp theo là đại tá Bùi Văn Dự, giám đốc trung tâm, ra một công văn phủ nhận tất cả sự kiện nói trên và nghiêm cấm những ai dám đăng bằng tin này. Sáng ngày 12 hôm sau thì các đoạn video và thông tin về sự việc trên bị xóa sạch ra khỏi các trang mạng xã hội. Thay vào đó là công văn của trường quân sự vừa rồi khẳng định thông tin trên là sai sự thật và đòi xử lý, tức là đòi trừng phạt ấy, những ai đã loan truyền những tin tức mà họ gọi là giả mạo vừa trên. Ở đây chúng ta thấy cái thế nào? Bản chất lưu manh của Cộng sản Việt Nam đã phơi bày 100%. Thứ nhất, trong buổi họp báo chiều ngày 12, thì trường quân sự học đường quân khu 7 bác bỏ tin đồn của hai nữ sinh của trường Đại học Ngoại ngữ và tin học của thành phố Hồ Chí Minh bị hiếp dâm hoặc là nhà lầu tự tử vào tối 10, mà thiệt ra là tối 11, trong khuôn viên của trường Đại học Quân sự quận 12. Một tên nữa là đại tá Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị của trường, cho biết sự việc diễn ra vào tối 10 trong lớp quân sự có gồm từ 18 tới 20 người. Một lớp học mà anh này á, là chính trị, một ông thì là giám đốc mà không biết rõ ràng lớp học mình là 18, 19, 20 mà chỉ nói rằng lớp học có khoảng từ 18 tới 20 người học viên là sinh viên. Một sinh viên phát hiện mình mất tiền, nghi ngờ một sinh viên khác và cô này cho mình bị oan, cho nên nhảy ra cửa và la hét bật khóc. Rồi sau đó thì nghe tin như vậy thì cán bộ mà của cán bộ, tức là mấy cái thằng giám dục vừa rồi đó, gọi là cán bộ đó của trường, đưa sinh viên này xuống phòng làm việc. Trong lúc này thì một nữ sinh viên tòa nhà đối diện tò mò quay clip và chia sẻ cho các bạn khác. Nữ sinh T, có thể là nữ sinh mà đã phát tán ra là T Thu Trần đó, thì người quay clip đã đính chính, đã bắt buộc phải đính chính trong buổi họp báo rằng đoạn phim được quay là khi cô đang trực diện trong clip, cô có hỏi là hình như bị hiếp dâm hả, là vì tò mò chứ không phải đây là khẳng định. Sau khi nghe la hét, thấy nhiều người ngăn cô ấy không cho nhảy qua lan can, đoạn clip thứ hai là do một người khiêng cái người nữ sinh la hét đó xuống lầu chứ không phải là một thi thể. Sau đó thì quản lý trung tâm cho hay là bạn nữ kia bị trầm cảm hồi rồi là bị ăn cắp, bị ăn cắp nghi ngờ, bây giờ là trầm cảm, bị trầm cảm. Và sau đó thì hình như biết lỗ hộ lỗ, cho nên nó nói tiếp rằng là nữ sinh này bị nghi là ăn cắp tiền nên mới la hét chạy ra lan can và quyết định nhảy lầu. May mà được các thầy và các bạn nữ sinh cùng tòa nhà ngăn lại, nhưng cô vẫn còn kích động la hét nên các thầy bạn khiêng xuống đất nhằm trấn an và tránh sự nguy hiểm khi ở trên lầu cao. Kính thưa quý vị, cái điều mà Cộng sản nó làm là bởi vì nó có khẩu súng trên tay, nó có cái còng, nó có nhà tù, cho nên nói làm sao thể nói. Cái việc đó nếu nữ sinh đó ăn cắp mà không mà bây giờ là bị nghi rằng là ăn cắp, thì cái điều rất dễ hiểu là cái cô nữ sinh nó có mặt. Hai người nữ sinh, một người mất cắp, một người mất, một người ăn cắp, bị nghi ăn cắp, thì hai cô nữ sinh ra trình diện nói chuyện thôi, cần gì phải ra công văn, cần gì phải nói những cái chuyện mà vừa rồi một cách rất là phi lý mà bắt buộc người ta phải chấp nhận. Câu chuyện thật hư vừa rồi để cho chúng ta công chúng thấy rằng thông tin loan truyền trên các mạng xã hội, đây là Cộng sản đó, là
nó ra thông cả thông tin lan truyền trên các mạng xã hội là thất thiệt và dùng ý xấu, yêu cầu ngăn chặn, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc minh xác ngăn chặn bằng tin trên. Chưa hết, nó còn hù nữa. Cái trường quy sạc đường này sau khi bắt người ta rồi nó còn hù này, yêu cầu các sinh viên không lan truyền thông tin thất thiệt để tránh bị dư luận dẫn dắt, và cảnh cáo mọi người trên Facebook này hãy cẩn thận, luật an ninh mạng sẽ không chừa một ai. Kính thưa quý vị, cái việc này là cái gì? Luật an ninh mạng là nói thế này, là liên quan đến thông tin hai nữ sinh về mặt pháp lý. Mình đã nhắc nhiều lần, luật an ninh mạng 2018 chỉ là văn bản quy phạm về thủ tục, tổ chức và quy trình. Từ thân nó không phải là một nghị định có tính chất pháp luật. Nhưng mà đem cái này ra nó hù. Luật an ninh mạng không có quyền về vấn đề pháp lý. Cơ quan đoàn thể mà cứ mang văn bản và tinh thần thủ tục ra hù thiên hạ, như người ta mang cái ông kẻ ra mà dọa người khác để hù trẻ con, thì trở thành trò cười cho vấn đề thông tin hiện nay. Bởi vì cái luật an ninh mạng đó nó chỉ là quy phạm yêu cầu người ta làm những điều gì thuộc về cái quy trình khi truyền tải thông tin, chứ không phải đó là một quy định có tính pháp lý. Nhưng mà cái ban cái bộ tham mưu của quân khu 7 này á, nó đem cái đó ra để nó hù người ta, để ngăn chặn tất cả những điều tồi tệ, tồi bài của chúng ta làm. Đầu năm chúng ta nhận được một tin rất là buồn cho người dân ở trong nước, bị bọn chúng đè ép vô cùng lưu manh. Nhưng cũng là một tin vui rằng cộng sản hiện giờ đang đấu đá nhau một cách khốc liệt và sẵn sàng ném tất cả thứ gì và mặc nhau để hạ thủ với nhau. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cộng sản nó đấu nhau để nó giành địa vị, chứ không phải nó có tính cách như là một cuộc cách mạng, một cuộc lật đổ, nghĩa là khi cần thiết chúng nó vẫn ở bên nhau. Cho nên người dân phải cảnh tỉnh chuyện này và sẵn sàng hành động khi thời cơ tới và khi điều kiện cho phép. Thì người dân Việt Nam phải cấp tốc chụp lấy thời cơ để thay đổi một trang lịch sử cho số phận của mình và tương lai của dân tộc. Kính thưa quý vị, phần mục chúng tôi để hết giờ. Chúng tôi xin nhường lại phần cho quảng cáo. Sau chương quảng cáo, xin quý vị vẫn vui lòng tiếp tục đón nhận phần 2 với sự trình bày của anh Điệp.